Đây là dấu hiệu cơ thể bạn đang thiếu vitamin. Bạn luôn cảm thấy người mệt mỏi, thiếu sức sống. Mặc dù ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ bình thường, nhưng người vẫn thấy thiếu năng lượng. Thường xuyên có các dấu hiệu ngáp ngắn, ngáp dài, người thì uể oải, không muốn làm việc gì, thậm chí nằm cả ngày nhưng càng nằm càng thấy mệt. Biểu hiện dễ nhận biết nhất đó là thường xuyên bị tê bì tay chân, ăn không cảm thấy ngon miệng, thường xuyên bị khô môi, nhiệt miệng hay bị viêm loét dạ dày. Bạn đau đầu, suy giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung, dễ cảm cúm, ốm vặt, da dễ bị bầm tím, da khô. Đây là dấu hiệu của việc thiếu vitamin nhóm B và C. Vitamin nhóm B tổng hợp kích thích hệ tiêu hóa, tham gia vào quá trình tạo hồng cầu và hỗ trợ tế bào tạo năng lượng, giảm mệt mỏi và stress. Còn vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng. Cơ thể không thể tự tổng hợp được vitamin nhóm này nên cần bổ sung từ thức ăn, nước uống hàng ngày. Nếu không có một chế độ ăn uống đa dạng và thường xuyên ăn ít rau xanh, hoa quả, nhất là những bạn làm văn phòng thì bữa ăn sáng, trưa sẽ không được đảm bảo. Đặc biệt những bạn tiêu hóa kém và khó ăn uống thì đây là lúc bạn cần bổ sung vitamin khoáng chất bị thiếu hụt nhé. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, uống một ly trà đông trùng. Trong này có táo đỏ chứa nhiều sắt và vitamin C giúp bổ khí huyết và nâng cao miễn dịch. Kết hợp với đông trùng và long nhãn, kỳ tử sấy lạnh, nó không chỉ tăng cường sức đề kháng, bồi bổ sức khỏe nhờ dòng vitamin mà còn hỗ trợ làm đẹp da từ bên trong, hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa nữa. Mình cũng đỡ lo về định lượng mỗi lần pha, cứ một gói với 300ml nước sôi, đánh thức một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lượng trong một ngày làm việc luôn nha. Này không phải là thuốc và cũng không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh đâu nha.